Arsenal đã bị chế giễu vì trả tiền cho cậu ấy. Chevy Ramsdale là thủ môn mới 23 tuổi, chỉ có 2 mùa giải ở Premier League. Nhưng tôi nghĩ điều đó đã giúp cậu ấy vững vàng hơn. Sự bắt nhịp của cậu ấy là hoàn toàn tuyệt vời. Sự tự tin mà Ramsdale mang đến cho phòng thay đồ thật sự ấn tượng. Những lời phát biểu trên được cựu danh thủ Arsenal Ian Wright phản bác những ý kiến cho rằng Arsenal đang mua hớ một thủ thành chỉ biết lau ghế dự bị. Thật vậy, kể cả khi chỉ là những tin đồn cho rằng Aaron Ramsdale sẽ gia nhập đội chủ sân Emirates, các anti-fan pháo thủ được một dịp hả hê khi nhìn vào những đội bóng mà Ramsdale đã từng thi đấu trong quá khứ, chỉ toàn thành tích liên hạng để rồi xuống hạng mà thôi. Thế nhưng sau tất cả những lời bàn tán ấy, Aaron Ramsdale đã chứng minh cho tất cả thấy rằng tài năng và phẩm chất của anh là tốt như thế nào. Kể từ ngày cập bến Arsenal, Ramsdale luôn là cái tên số 1 cho vị trí người gác đền, mặc cho danh xưng ông vua xuống hạng. Cái danh xưng ấy bắt đầu khi những đội bóng tầm trung bình, kém mà anh từng thi đấu đều không thể trụ hạng tại Premier League quá một mùa. Chúng ta có thể biết thêm rằng xuất phát chính của Aaron Ramsdale có được ngày hôm nay đa phần là do nỗ lực của anh, đâu đó là một chút may mắn. Bởi sau chấn thương của Ben Leno, pháo thủ trao gửi vào nhà vô địch World Cup hiện tại Emiliano Martinez. Thế nhưng vì nhiều lý do, một phần là không hợp chiến lý và mang trong mình cái tôi quá lớn, thủ thành người Argentina đã bị Arsenal đẩy ra đi ngay sau đó. Và kể từ đó Ramsdale trở thành cho trận chính thức nơi khung gỗ đội chủ sân Emirates. Quay trở lại nội dung chính ngày hôm nay, chúng ta đang đề cập đến chính là nguyên nhân để góp phần tạo nên tố chất cản phá xuất thân của Aaron Ramsdale. Đầu tiên, chúng ta hãy khoan đề cập đến vấn đề chuyên môn trong khoản bảo vệ khung gỗ. Bởi một phần trong bóng đá hiện đại ngày nay luôn đòi hỏi một thủ môn có kỹ năng chơi chân và phát động tấn công tốt. Điều đó tạo nên yếu tố cốt lõi giúp cho Aaron Ramsdale luôn có mặt trong đội hình Arsenal. Điểm qua một chút nơi khung gỗ của Manchester United, ta có thể nhận thấy rằng rõ ràng David De Gea là mẫu thủ môn cổ điển với khả năng phản xạ và bắt bóng vô cùng tốt, có thể nói là thuộc top đầu thế giới hiện tại. Tuy vậy, Quỷ Đỏ vẫn luôn muốn tìm kiếm cái tên thay thế trong thủ môn người Tây Ban Nha, vì lẽ khả năng chuyền bóng và mở ra tình huống lên bóng của De Gea là không hề tốt một chút nào. Nói vậy để thấy, xu thế ngày nay của các thủ môn đa phần đều phải biết chơi trần. Đó chính lại là điểm mạnh của Aaron Ramsdale. Huấn luyện viên Mikel Arteta từng là trợ lý cho Pep Guardiola trong rất nhiều năm ở Manchester City, nên vì vậy, ông bị ảnh hưởng ít nhiều về mặt chiến thuật. Arteta luôn muốn người đầu tiên phát động tấn công, không phải là một tiền vệ, chẳng phải là một hậu vệ, mà chính là một thủ môn. Kể đến điểm mạnh thứ hai của Ramsdale, chính là những tình huống một đối một. Không chỉ nói riêng ở khoản cản phá các tình huống penalty, ở đây, điểm mà Ramsdale làm tốt chính là kỹ năng thắng đối mặt trực tiếp với các tiền đạo. Minh chứng là trong trận đối đầu với Chelsea hồi tháng 5 vừa qua, ở một tình huống Ben Chilwell, một hậu vệ biên có tốc độ và khả năng dứt điểm vô cùng ấn tượng đã lao vào vòng cấm Arsenal bằng một tốc độ xé gió. Nhưng thay vì lao thẳng lên một cách vô tội vạ, Ramsdale đã điềm tĩnh lao lên, sau đó lùi lại một vài bước khiến cho cú sút của Chilwell ít nhiều bị lỡ đà, góp công trực tiếp vào chiến thắng 3-1 của pháo thủ trước The Blue. Theo những phân tích của Matt Pajdowski, phần lớn Ramsdale đưa ra những quyết định của mình dựa trên những tình huống. Cụ thể các lựa chọn của Ramsdale đều mang đến sự bất ngờ và khó chịu nhất định cho các tiền đạo khi chọn phương án sút hoặc chuyền. Vì lẽ dựa trên thể chất của bản thân, thủ thành người Anh rất nhanh nhẹn, mạnh mẽ, cùng thể hình rất lý tưởng. Anh ấy thực sự giỏi trong việc giữ vị trí của mình. Và khi các tiền đạo cắm đầu xuống để sút, anh ấy sẽ khép góc. Một phần lý do là anh ấy rất xuất sắc trong việc di chuyển để thực hiện một pha cứu thua, khi anh ấy ném cả tay, cả chân vào quả bóng. Không chỉ ở khía cạnh chuyên môn xuất sắc, Ramsdale còn cho thấy yếu tố tâm lý cực kỳ vững chắc. Dần dà, điều đó trở thành một thói quen đặc biệt của thủ thành sinh năm 1998 này. Các người gác đền luôn phải đối mặt với những cú sút không chỉ nhanh, mạnh mà còn rất bất ngờ. Vì nguyên do đó, nên việc định hình cho bản thân một thói quen đặc biệt giúp tối ưu kỹ năng cản phá sẽ tạo nên bước đà hoàn hảo. Trong trận thua 2-1 của Argentina trước Ả Rập Xê Út, nếu quan sát kỹ ta sẽ nhận thấy phần cánh tay của Emiliano Martinez có phần hạ thấp. Điều đó ít nhiều gây khó dễ cho thủ thành người Argentina, dẫn đến việc chỉ một chút nữa là anh có thể cản phá cú sút đó rồi. Trở lại với Ramsdale, thủ thành của Arsenal đã hình thành một thói quen là nâng cao phần cánh tay và mở rộng bàn tay, là luôn sẵn sàng cho một pha cản phá. Với các tình huống đối mặt một đối một trực tiếp, Ramsdale luôn dang rộng cánh tay nhằm che khuất góc sút cũng như tác động mạnh mẽ đến tâm lý các tiền đạo đối phương. Hơn hết thảy, để được các cổ động viên đặt cho cái tên người chiếm giữ 50% sức mạnh đội bóng, thì những người gác đền phải có tinh thần bản lĩnh, sự tự tin làm yếu tố kiên quyết. Ở Aaron Ramsdale, ta có thể dễ dàng thấy được điều này. Một dẫn chứng về sự bản lĩnh của Ramsdale đến từ trận đối đầu với Liverpool. Mặc dù để thủng lưới hai bàn, nhưng nếu như người đứng trong khung gỗ không phải là thủ thành người Anh, thì có lẽ pháo thủ
sẽ ra về tay trắng. Nguyên nhân là do những tình huống cuối cùng, lữ đoàn đỏ đã dâng cao toàn bộ đội hình bắn phá liên tục từ tình huống sút penalty hỏng ăn của Salah cho đến những pha dứt điểm cực kỳ nguy hiểm của Darwin Núñez và Konate. Tất cả đều bị Ramsdale cản phá thành công, góp phần bảo toàn trận hòa cho đoàn quân của Mikel Arteta. Nếu như xét rộng ra ở mặt bằng chung châu Âu hiện tại, ta chỉ có thể điểm qua một vài cái tên có phẩm chất và khả năng giống như Ramsdale như là Ederson của Manchester City hay Alisson Becker của Liverpool. Mặc dù vậy, cả Ederson và Alisson cũng không làm việc với tần suất đối mặt với những cú sút ở gần vòng cấm như Ramsdale. Ở đây không có ý nói thủ thành Arsenal thi đấu tốt hơn hai cái tên kể trên, nhưng ta có thể hiểu rằng bản lĩnh và sự tập trung của thủ thành năm nay 25 tuổi là tốt đến nhường nào. Quả thật, nó không chỉ là may mắn cho các pháo thủ, mà còn là thành quả họ xứng đáng nhận được sau những lời chê bai thậm tệ khi mang anh về. Giờ đây, không chỉ trở thành một chỗ trận vững chắc cho Arsenal, mà Ramsdale còn cho thấy được tiềm năng to lớn của bản thân, khi cùng với đó là sự kỳ vọng về một tượng đài mới khi năm nay anh mới chỉ bước sang tuổi 25 và luôn giữ trong tim một tình yêu với pháo thủ hơn ai hết. Tổng quan lại, chúng ta cũng đã điểm qua những lý do giúp cho Ramsdale luôn có những pha cản phá thần sầu, mang đến biết bao nỗi tiếc nuối những siêu phẩm bị từ chối. Cũng chính vì điều đó, tài năng của Ramsdale được hứa hẹn sẽ đi kèm với sự phát triển không ngừng của pháo thủ thành London. Điều này cũng sẽ giúp cho cá nhân thủ thành người Anh được bước chân vào ngôi đền huyền thoại, nơi mà mọi người các đền vĩ đại nhất đều được nhớ đến.